Quý vị và các bạn đang theo dõi mục điểm báo của Đài Phát thanh Truyền hình Bái. Thưa quý vị và các bạn, báo cáo chính trị Đại hội 13 khẳng định, những năm qua công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, triển khai toàn diện, đồng bộ và hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật và đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ có bước đột phá gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và chống có hiệu quả ngày càng đi vào chiều sâu, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam không ngừng được củng cố vững mạnh. Trong nhiệm kỳ 12, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục những thiếu sót khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng để phát hiện và kiên quyết xử lý những tổ chức Đảng, những cán bộ đảng viên vi phạm kể cả cán bộ đương chức, cán bộ đã nghỉ hưu thông qua công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng trong nhiệm kỳ khóa 12, gần 1.400 tổ chức đảng và hơn 74.000 đảng viên ở các cấp đã bị xử lý kỷ luật, trong đó có gần 100 tỉnh ủy viên và tương đương, hơn 1.500 huyện ủy viên và tương đương, gần 3.000 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức cách chức. Hơn 8.700 người bị khai trừ ra khỏi đảng và hơn 4.300 cán bộ đảng viên phải xử lý bằng pháp luật. Đảng ta đã kỷ luật hàng chục cán bộ cao cấp từ hình thức khiển trách trở lên. Những con số đó nói lên ý chí và quyết tâm của Đảng và các cơ quan chức năng trong công tác xây dựng Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng. Nhân lõi của tư tưởng cách mạng không ngừng mà Đảng ta luôn trung thành là phát huy ngày càng cao quyền làm chủ của nhân dân, bồi đắp sức dân thành sức nước linh thiêng, cao dày nên trường lũy bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ chế độ. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, Đại hội 13 của Đảng không chỉ tiếp tục khẳng định giá trị đó mà còn phát triển, xác lập tư duy mới về vấn đề này. Thành công từ Đại hội 13 của Đảng là tiền đề chính trị, đưa đất nước ta vững tin nắm bắt thời cơ vận hội mới. Đại dịch Covid-19 đang đặt ra muôn vàn thách thức, nhưng dân tộc ta, Đảng ta, nhân dân ta có đủ kinh nghiệm bản lĩnh, lửa thử vàng gian nan thử sức để vượt qua. Mong mỏi của cán bộ đảng viên và nhân dân là Đảng cần chỉ đạo quyết liệt việc thể chế hóa cơ chế chính sách, thực thi khoan thư sức dân. Sức dân là sức nước ngàn năm, xưa đã vậy, nay vẫn vậy và mai sau cũng không thể khác. Tư tưởng dân là gốc được thăng hoa và phát huy sức mạnh vô địch trong thời đại Hồ Chí Minh. Ngày càng được Đảng ta vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa sinh động vào công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đó là hành trang tinh thần đưa dân tộc ta đi tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh như nghị quyết đại hội 13 của Đảng tiếp tục cam kết trước nhân dân. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là cơ hội để mỗi công dân thực hiện quyền làm chủ thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Giờ G đang đến gần, đây là cơ hội để mỗi công dân thực hiện quyền làm chủ thông qua việc lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Đây cũng là dịp để đất nước tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do dân và vì dân. Nhận thức được tầm quan trọng của sự kiện, các ngành các cấp đã và đang khẩn trương và tăng cường công tác chuẩn bị, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra trong dân chủ đúng luật và chất lượng cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc thể hiện rõ quyết tâm xây dựng một bộ máy trong sạch vững mạnh với đội ngũ nhân sự mang những phẩm chất tốt đẹp nhất đại diện cho nhân dân thực hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân hơn lúc nào hết mỗi công dân cần phát huy tinh thần trách nhiệm và nhận thức chính trị của mình tiếp tục thể hiện quyền làm chủ trong việc quan tâm nắm chắc các yêu cầu quy định về công tác bầu cử cũng như tìm hiểu nghiên cứu các ứng cử viên để lá phiếu bầu của bản thân thực sự lựa chọn ra những đại biểu có đức có tài là nhân sự quan trọng đại diện cho nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu phát triển của đất nước Tại phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ Điện tử, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần xác định rõ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để đẩy nhanh tiến trình xây dựng Chính phủ Điện tử trong thời gian tới. Thời gian qua, nhiều văn bản quan trọng định hướng phát triển Chính phủ Điện tử được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành kịp thời. Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu trên quy mô toàn quốc đã được phát triển và hình thành theo khung kiến trúc Chính phủ Điện tử Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại, báo cáo khảo sát xếp hạng mức độ phát triển chính phủ điện tử năm 2020 của Liên Hợp Quốc xếp hạng chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam đứng thứ 86 trên 193 quốc gia, tăng hai bậc so với năm 2018. Qua đó cho thấy chúng ta có rất nhiều cố gắng trong xây dựng và phát triển chính phủ điện tử. Thủ tướng nói, tuy nhiên, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí thứ sáu. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị các ngành thành viên ủy ban thứ nhất cần nhận diện tồn tại hạn chế vướng mắc làm cản trở việc xây dựng chính phủ điện tử ở nước ta từ đó tìm đúng nguyên nhân căn bản cản trở thực hiện chính phủ điện tử thứ hai xác định rõ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính phủ điện tử trong thời gian tới thứ ba thảo luận về các giải pháp để tăng cường chuyển đổi số quốc gia giao dịch điện tử phát triển nhiều sản phẩm chuyển đổi số Make in Việt Nam để việt nam trở thành một quốc gia phát triển thịnh vượng và có những tập đoàn khổng lồ với thương hiệu mạnh mang tầm quốc tế các chuyên gia kinh tế đầu ngành cho rằng nên bắt đầu ngay từ bây giờ muốn có ngôi nhà lớn phải bắt đầu xây nhà từ móng tạo dựng cột kèo theo tiến sĩ võ trí thành thành viên tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng cho rằng doanh nghiệp tư nhân đã trưởng thành có lớn nhưng chưa lớn mạnh để thực sự có thể trở thành động lực chủ yếu tăng trưởng kinh tế sẽ không có một khu vực tư nhân năng động cũng như các doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh khổng lồ nếu như thiếu sự phát triển lành mạnh của doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp bản thân doanh nghiệp vừa và nhỏ là khu vực đóng góp rất lớn cho cạnh tranh trên thị trường không có cạnh tranh thì không còn thị trường doanh nghiệp lớn mạnh là phải làm chủ công nghệ và có năng lực sáng tạo cao phải tạo ra những sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn của cuộc cách mạng tiêu dùng mới và tốt hơn nữa là có thể chịu chi phối được cả mạng lưới phân phối để trở lên lớn mạnh khổng lồ họ phải thực sự có khát vọng sự dấn thân cũng như tầm nhìn toàn cầu bản lĩnh sự chuyên nghiệp và khôn khéo cùng với việc cạnh tranh thật bằng sản phẩm thành quả cũng là những đòi hỏi đối với các nhà lãnh đạo tập đoàn lớn lớn mạnh cũng thể hiện trong việc tạo dựng liên kết sản xuất kinh doanh, nhất là với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và chính vì vậy, họ phải tạo ra được khả năng hút người tài, những kỹ năng tốt nhất trên toàn cầu. Trong bối cảnh mới, nỗ lực tự thân của tập đoàn công ty có ý nghĩa quyết định để lớn mạnh khổng lồ, nhưng hỗ trợ thích hợp, thiết thực của nhà nước cũng rất cần thiết cho quá trình đó. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho nhân viên y tế. Người dân kỳ vọng đây là vũ khí hữu hiệu ngăn chặn đại dịch. Trên báo Tiền Phong số giảm này, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc của Bộ Y tế cho rằng, theo tính toán, để phòng bệnh cho một cộng đồng thì cộng đồng đó phải được miễn dịch từ khoảng 60% tới 70% dân số trở lên. Như vậy, chúng ta phải có ít nhất từ 60% tới 70% dân số được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Như vậy, Việt Nam cần từ 100% tới 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Thông thường, một vaccine từ khi nghiên cứu đến khi thành phẩm là cả quá trình lâu dài và phức tạp, ít nhất từ 4 tới 5 năm. Sau đó, khi nhập sang các nước khác, phải có thử nghiệm lâm sàng bài bản. Tuy nhiên, chỉ trong một năm, thế giới đã cho ra đời vaccine ngừa COVID-19. Cùng với đó, Việt Nam cũng đang gấp rút thử nghiệm sản xuất vaccine này trong thời gian ngắn hơn nhiều so với tiền lệ. Đây là điều chưa từng xảy ra trên thế giới. Tuy nhiên, nhanh không có nghĩa là không đảm bảo an toàn. Tất cả các vaccine đang lưu hành đã được cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới. Tại Việt Nam, việc nhập khẩu, cấp vaccine đã được quy định trong luật pháp. Điều này đem lại lợi ích là phục vụ chống dịch. Chính vì thời gian ngắn, gấp rút nên những nghiên cứu chưa được đầy đủ, như cho thấy giảm tỷ lệ nặng, giảm tử vong, nhưng có giảm được lây nhiễm ở mức độ nào, kháng thể tồn tại trong cơ thể người được tiêm phòng trong bao lâu thì cũng chưa thật rõ ràng. À, thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây hàng loạt địa phương trên khắp ba miền đua nhau đề xuất các dự án xây dựng sân bay mới hoặc nâng cấp sân bay nội địa trở thành sân bay quốc tế ngay cả những địa phương không có thế mạnh về kinh tế du lịch cũng gửi tỏ ý muốn xây dựng sân bay đơn cử ninh bình là địa phương nổ phát súng đầu tiên về việc bổ sung sân bay tại huyện kim sơn hoặc huyện yên khánh tiếp đến là tỉnh cao bằng kiến nghị đưa sân bay cao bằng vào quy hoạch ngay cả Hải Phòng, thành phố đã có sân bay quốc tế Cát Bi, cũng vừa có đề xuất xin thêm sân bay thứ hai nằm trong vùng thủ đô. Hầu hết các tỉnh xin sân bay vừa qua đều đề cập tới lợi ích của sân bay trong việc phát triển kinh tế xã hội, du lịch của địa phương mình. Tuy nhiên lợi ích không thật rõ ràng như những mặt tiêu cực của nó mà nhiều chuyên gia kinh tế hàng không dễ dàng chỉ ra. Giáo sư, tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng các tỉnh đã, đang và sẽ gửi đề xuất xin sân bay đặt lợi ích chung của quốc gia lên hàng đầu, thay vì mang chủ nghĩa cá nhân hiện nay. Việc xây dựng một sân bay mới, nhất là sân bay quốc tế không hề đơn giản. Thứ nhất, sân bay là loại hình giao thông có kinh phí đầu tư lớn nhất trong các loại hình giao thông. Do đó, tỉnh nào cũng muốn có sân bay thì không một dòng ngân sách nào có thể kham nổi. Vì vậy, trước hiện tượng này, nhiều chuyên gia quan ngại ngân sách nhà nước không phải của chùa và nguồn ngân sách không vô tận để các địa phương đua nhau xin sân bay. Nếu địa phương nào cũng muốn có sân bay sẽ tổn thất ngân sách nhà nước rất lớn, ngân sách là tiền thuế của nhân dân. Nếu Việt Nam xây dựng từ 10 tới 20 cái sân bay nữa, dù lớn hay nhỏ thì người dân sẽ là đối tượng gánh chịu hậu quả. Mục điểm báo của Đài Phát thanh Truyền hình Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.